Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Baru Official nha. Các bạn thấy trên màn hình là cái nút cái biểu tượng của cái bình mực, nó cái lúc này nó báo đỏ như thế này, tức là cái máy của mình đã hết mực. Khi mà nó báo hết mực như vậy, các bạn mở cái nắp này ra nè, đối với các bạn mới nha, các bạn nắp ra, đây là cái bình mực nó nằm trong máy, thì các bạn kéo ra là các bạn sẽ để vuông gốc với lại cái máy thế này. Các bạn mở cái nắp chốt này lên, các bạn thấy cái nút xanh này, các bạn bật lên. Tuy nhiên là các bạn nên là chú ý nè, cái nút này thông thường ở trong đây nó có một con ốc chặn thì nó rất là mau dễ bị gãy. Chúng ta dở lên, chúng ta rút ra vậy nè, chúng ta đi thay mực. Rồi sau khi mà chúng ta thay bình mực xong thì chúng ta cũng bỏ vô vậy, các bạn để tay nhẹ lên vậy nè, các bạn đẩy vô vậy. Xoay cái ống mực ra, các bạn để vô ha, để vô vậy. Rồi chúng ta sẽ lại nắp lại. Các bạn thấy là khi mà chúng ta bỏ bình mực vào thì cái máy nó sẽ lót cái mực, nó lót cái mực xuống cái hốc bình mực. Các bạn chờ chút thì máy nó khi mà nó lót xuống cái hốc bình mực thì nó sẽ hết còn báo nữa. Sau khi các bạn bỏ cái bình mực vào trong máy á, thì nó có sẽ hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là cái máy nó sẽ đưa cái mực ở vào trong cái hốc bình mực, rồi nó quay cái ống mực này nó đưa xuống hốc bình mực, thì cái máy nó sẽ không cái còn báo cái đèn đỏ nữa. Còn nếu trường hợp thứ hai, các bạn bỏ cái bình mực vào mà cái máy nó cứ quay mà nó vẫn báo cái đèn đỏ, tức là khi mà nó lót xong hết rồi nó vẫn báo cái đèn đỏ, tức là khi đó các bạn sẽ nghĩ tới ngay là cái mực này nó chưa có đổ, trong cái ống mực này nó chưa đổ xuống cái hốc bình mực. Thì do đó các bạn phải chú ý cho mình là khi các bạn bỏ vào thì các bạn nên lấy cái tay ấy, các bạn ấn lên nè, các bạn xoay cái ống mực rồi thì các bạn ấn một tay á, các bạn ấn đẩy vào như này, ấn đẩy nhẹ như này, và các bạn đưa vào thì chúng ta sẽ có cảm giác các bạn làm sao á mà có cái cảm giác là nó có cảm giác là giống như là cái chấu mà ở trong cái đầu mực này nó sẽ bám vào cái núm của này cái núm để nó giật cái nắp chặn mực này ra. Thì khi đó là mực á, là khi mà cái nắp á, nó giật ra được rồi á, đây các bạn thấy nè, khi mà cái nắp nó giật ra như thế này, nó giật ra đây, thì lúc đó mực ở trong đây á, nó mới đổ ra được. Còn khi mà các bạn bỏ vào như nãy mình nói á, là nó không có mực, nó vẫn báo, là lý do là cái chậu báu nó không có giật được cái núm ở trong cái bình mực ra, nắp đậy bình mực ra, do đó là mực nó không thể nào mà nó đổ xuống đó được. Do đó khi các bạn đẩy vào, các bạn sẽ có một cái cảm giác rất là có cảm giác giống như là cái núm nó sẽ kéo nhẹ cái nút nó ra. Thì lúc đó là các bạn sẽ đẩy nắp lại vào thì nó sẽ li, nó sẽ quay cái ống mực, nó sẽ đầy trong hốc bình mực được. Còn cái cách thứ hai nữa, các bạn mở cái nắp này ra đây. Khi mà các bạn coi thử nè, nếu mà trong cái trường hợp mà mực cái máy nó li mà mực không có hết, thì các bạn hãy mở cái nắp này ra, các bạn hãy nở nắp ra, các bạn nở tiếp cái nắp cái chỗ nắp chụp nắp ốp này nha, các bạn mở cái chỗ nắp ốp này ra, các bạn mở con chốt này ra, và các bạn kéo cái bình mực qua, các bạn coi thử trong cái lỗ có hốc bình mực á, nó có mực hay không. Nếu các bạn không có mực thì các bạn hãy đẩy lại bình thường như thế này, và các bạn dùng cái lệnh là li 107 giữ li stop, các bạn bấm vào lệnh là 580456, tức là coi thử là bình mực nó quay hay không. Thì các bạn nếu mà cái bình mực nó quay á, thì các bạn hãy để các bạn đếm khoảng 10 giây, các bạn đếm 1, 2, 3, 4 cho đến 10, rồi sau đó các bạn dừng cái lệnh nó lại và các bạn mở cái này ra nè. Các bạn mở này ra, các bạn xem thử là mực nó có đổ xuống cái hốc bình mực hay không. Tại khi nguyên tắc là cái ống mực này quay thì nó sẽ đổ mực xuống cái hốc bình mực, thì lúc đó nó mới cắt mực đủ cho cái hốc bình mực và để nó đẩy xuống từ. Do đó là khi mà các bạn nè, khi mà các bạn dỡ ra mà các bạn không thấy mực nó đổ xuống, tức là
không thấy mực ở trên đây nó đổ xuống. Các bạn kiểm tra lệnh 5804056 thì cho là cái bộ phận chủ cái nắp mực này là nó không có nấm được, nó đẩy ra, do đó nó sẽ không có đổ mực xuống đó. Do đó các bạn kéo cái ống mực này ra ha, các bạn cũng xoay ống mực xong các bạn đẩy vô lại lần nữa, các bạn có cảm giác mà thấy nó làm cái khực, nó giống như nó kéo được cái nấm đó ra, cái nắp chặn của ống mực của cái bình mực ra thì nó làm cái khực, thì khi đó các bạn chạy thì nó sẽ thì khi đó khi các bạn đưa cái nắp máy vào thì nó sẽ lót được cái mực xuống cái hốc bờ mực. Đó là cái nguyên nhân mà nó không có đổ hốc bờ mực. Còn nếu mà các bạn cũng sẽ thấy là một số trường hợp là khi chúng ta bỏ vào rồi nhưng mà nó lót á thì nó sẽ báo là đủ mực, nhưng mà nó khi nó chạy khoảng đâu khoảng mấy chục tờ là trong quá trình chạy là nó báo hết mực nữa, là nó báo liên tục vậy, thì các bạn cứ xử lý cái cụm này cho mình nha. Nếu mà cụm này quay thì nó sẽ các bạn xử lý làm sao mà cho cái nấm chụp nó chụp hết cái bông cái nắp mực ra được, là cái đó là khi đó là chúng ta sẽ xử lý được cái chuyện tình trạng nó báo hết mực liên tục. Đó là một số cái kinh nghiệm của mình đã xử lý trên cái máy Rico 2060-2640-05 này. Hy vọng đây là một chút cái kinh nghiệm mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn. Hy vọng các bạn thích video này thì các bạn hãy bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho kênh Tado nhé. Và các bạn nếu thấy hay các bạn sẽ chia sẻ cho các bạn mới vào nghề thì các bạn có thể học hỏi được chút kinh nghiệm để các bạn xử lý nếu mà gặp được tình trạng mà mực nó báo hết, và cách xử lý như thế nào, và cách xử lý những cái cách kiểm tra cái bộ mực như thế nào. Nếu các bạn mới ghé vào kênh Pado Optical thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh nha, và nhấn vào từ quả chuông, khi nào mình có đăng video mới lên thì các bạn là người đầu tiên theo dõi được video của mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye các bạn.